Rồi, xin chào các bạn. Như mình đã hứa là năm nay mình sẽ tập trung vô ô môn Thới Lai nha, 1000 Phụng Hiệp Hậu Giang. Thì hôm nay mình ghé lại Thới Lai nè, định môn Thới Lai. Cái vườn này mấy video trước mình có cập nhật 2 lần rồi. Thì hôm nay nè mấy bạn thấy nè, tới hôm nay là mình đẩy bà cho mình nó phát lo được 24 ngày nó chú vườn nó 24 ngày mà đất nó không khô nữa bạn. Các bạn nhìn nè, cục đất mình nhắn cái tay xuống này nha, nó mình nhắn cái tay xuống là lúc nó lúc xuống nè, anh thấy không, nó dài dằng lá nè, hỏi nó bị đi đọt nữa, đi đọt rất là mạnh. Mình cho thử một cái đọt một lần, một là tới này là đánh luôn. Rồi mình vô đây mình coi mấy bạn coi bông nè, đây nè mà nhìn bông nè, nè đó, bông nè ha. Cho mình đi buổi chiều sáng mình phải ở cửa hàng mình tiếp khách và mình bán hàng đó, mình xử lý đơn hàng cho khách hàng online nữa, chiều mình mới đi thì camera mình nó không được sắc nét lắm nha. Nè mà nhìn nè đó, mình qua mình coi cho coi vỏ bạc nè, hay bạn thấy bông nó ra đều như thế này nè, mà 50% tới 60% thì mình cho tóc bạc vỏ bạc đang mình phun nước mắt cua ha, kéo bông ra nè. Là những cây này là những cây mà nó gặp gặp cái nhà nó ít trắng nè ha. Nè mà nào mà đất nó không khô nổi nha. Cái vườn này á nó dở cái là nó dở cái là gì mấy bạn, bạn nhìn bông nè, luôn những dưới nó ra hết nè đó, nó dở cái là mình đầy bạc sau bão số 4 nha. Cái vườn 700 cây á mình làm á cũng cố gắng, khu vực này cũng thế lai người ta đầy bạc trước bão số 4 mà ta làm bằng bờ nó bằng phẳng, bờ nó chống cây tơ nó chống nó ngao khô thì nó ra gỗ hơn. Còn vườn này á vừa cái mũ đẩy là bão, vừa cái mũ đậy là bão số 4 nó vô, lúc mà đậy đất nước nhẹp và hiện nay là đất chưa khô luôn nhưng mà vẫn ra bông nè. Và cái cây này, cái vườn này bộ hỏng mình cảnh báo rồi đó nó rất là sung, mọi bạn quýnh không tới thuốc là năm nay ăn lá như năm rồi, nó năm rồi thất kinh khủng, năm rồi khu vực này, khu vực định môn Thới Lai này tăng quan hết nha, dân là khổ, nó khóc gồng không các bạn nè. Mà nhìn nè đó, cái cổ này nè bà con đừng dội nha, ai không ai không đầy bạc hiện tại nó sẽ lún như thế này, và mùng năm là gỗ nhất nha. Năm nay thời tiết nó rất là khó bất ổn và nó rất là khó nè, bạn nhìn nè, còn những cây gỗ nè, nè đó nè, những nhánh bự nó ra hết rồi nè, cái cây này nó rất là sung, nó đi đọt, thứ nhất nó chậm ra bông, thứ nhất là đất nó không khô nè, thứ hai là đi đọt nè, nó đi đọt mình xử lý đọt cây nó phải chặn lại chừng lại đó, đất không khô bị đi đọt nên cây chậm không máu mùa hoa đó, nhưng mà hôm nay nó ra là hơn 70% rồi, 70-80% rồi nè, bạn nhìn nè đó, ai mà chưa ra, ai mà làm bông lên phát lo từ lúc đầu tháng 10 tới nay thì nó sẽ ra theo cái cổ này nha, còn vườn này nó sẽ ra mạnh hơn là do mình có đầy bạc nè, bạn nhìn nè, ở dưới nó ra hết nè, những cây này là chưa gọn ngay, tại vì cây này nó cặp cái mái nhà nữa là cái cây này ra 60% rồi, cặp cái mái nhà nó không được nắng nè nha đó, nhưng mình đã ra mạnh rồi, còn những cây mà nó chống ngoài này nè mấy bạn coi nè, và những cây này mà mấy những cái mô nào mà mấy bạn bước vô đất nó khô nè là nó ra bông gì nè, nè đó, đúng bài thuốc của mình và đúng nắng, đúng nắng đặng nắng đất khô nó bông gì nè đó nha. Rồi nào, kinh khủng không nè. À, đúng rồi, đúng cái bài của mình nè, cái cổ này nè, cái cổ này là rất là ok nè, mình mục đích mình cho người quý, mình cho chủ vườn này đây bạc là đang lấy cái cổ này nè, nhưng mà tại sao nó ra không gộ, do đất nó không khô đó ha, đất nó không khô thì những cây mà nó khô đặng nắng thì nó ra được gì đó ha. Rồi cứ giữ cổ này, cổ này sẽ bán 2 giao trước lãi nha, cổ này rất là gộ đó nha. Rồi ok, ngoan quay thêm nè, các bạn nhìn nè, trong thân nó ra luôn nè, cho nó ra nè, anh cũng năm gọi đi kiếm từng bông nha. Còn cái bờ bên kia nó sẽ đến lại mấy cây do ruộng mới xả nước ra, đến là mấy cây, còn như tất cả vườn này nó cao hơn 80% nha. Thì nó mình hay nói là nó đủ điều kiện nắng nè, quýnh tới thuốc nè nha, và đất nó khô nè, và có tiết thì nó phải ra bông nè đó, mà nhìn đi nha, không chạy đường nào được chứ mình hết ha, không chạy đường nào hết. Đó.
đầy bạc, đầy bạc là đúng, nhưng mà đầy bạc hiện tại đất cũng không khô luôn. Nó mấy bạn nhìn đi, mấy bạn mấy bữa nay bị áp thấp nhiệt đới là khu vực Phong Điền của mình, Cần Thơ của mình là không có ngày nắng. Bữa nay nó qua áp thấp rồi, áp thấp bữa nay nó là đi qua rồi thì sẽ có nắng lại, và những cái vườn mà sau này á, cỏ này không ra bông thì nó sẽ ra con sao đó, mà con yên tâm nha. Với lại năm nay á là sẽ có trường hợp mình tạo mầm lên, tạo mầm mình xuống lông lên, tạo mầm rồi mà cây vẫn đi đọt. Tại sao mấy bạn? Tại vì năm nay tiết bông ít hơn tiết đọt nha. Nè các bạn nhìn nè, nè đó, các bạn nhìn đây nè đó. Cây nặng cũng như cây đấy thôi, mình đi tới cuối bờ nó cũng vậy thôi nè, các bạn nhìn nè. Đó, rồi ok, tóc mũ, tóc mũ, vỏ mũ. Và cái vườn này gỗ nhất luôn, những cái vườn, những cây nín á, cặp bờ bao và nó không khô á, nó cũng ra cái chân mùng năm luôn. Quá trời ha. Năm rồi. Anh đi kiếm được bông. Mà bữa nay mới 24 ngày à, từ lúc anh đầy bạc phải, anh đầy bạc trước bão số 4 á, là còn ngon nữa. Đúng rồi. Anh bị bão rồi mới kéo bạc này. Cái vườn 700 cây bên kia em làm là đẩy trước bão, nó ra kinh khủng luôn. Nó không lỗi cây nào luôn. Còn của mình chỉ là 80% rồi. Mà dàn lá anh thấy không? Còn đứng im như chân đâu. Bộ hổm nó bị đi đọt nữa. Ừ, nè các bạn đây nè. Đó. Thấy không? Còn cái bào ngoài kia này mình bị nín là mấy cây là do ruộng, nước ruộng lần lần lên. Nó ừ. Nó có nguyên nhân hết thôi mà mình biết. Nước nó lần lên đó, còn đúng bài nó chống hết trơn là nó phải ra rồi, ra con thôi. Thì cứu bào luôn nè, cái đầu đọt nó ha, mập dữ lắm, mập nó có thể đi đọt chứ sao nhị luôn á, đầu đọt rất là mập. Ừ nè, măng thon này, măng thon này khó quan tâm nè, măng thon là chỗ nào cũng bông hết á, tới bông trong thân luôn nè đó, nghe không nè, nó gồm hết nè. Mình chỉ quan tâm tới gì sáu thôi nha. Đây đó, mình làm clip đó nha, mình làm clip là cây nào mình cũng quay ra hay không ra mình cũng quay, mình quay từ đầu bờ tới cuối bờ nha, chứ phải lựa cây nào mình quay hết á đó. Thì nó sự thật nó là nó phải thật thôi đó, có chuyện mình lựa những cây đẹp quay mà có bông nhiều quay thật đó là đó. Cái sự thật không bao giờ thay đổi được nha. Đó, nhiều người làm clip quay lên nổ ao 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 gì đó, nổ nha. Mà dân mình khổ, khách hàng mình nó khổ, nên mình không thích cách làm gì nha. Đó là gì nè, đó. Đó cây này là chảy nè, cây này hơi chậm nè đó, nhưng mà cây này ba bữa rồi nó gọi cho mấy bạn coi, sau khi mình giải bạc mình phun nước mắt cua và mình nhấp nước nó sẽ gọn nữa. Mình nhận lá nè, nhận lá này ai biết cây này đang làm bông đâu. Đây vô trong nè, đó bạn nhìn nè, nè nè đó gần nè đó, ngon lành ha nè, nó lời gời gì nữa bạn, một bông nào mấy nó mập nữa, nó mập cho nên bạn coi đó nha. Rồi còn hai cây nữa, coi chịu khó kem cái video này giờ chạy chút nha, là những nhánh lớn nè. Đó. Nè, còn cây cú bào nè. Qua cây cú bào đi. Nè, đó. À, cú bào này qua tới ruộng rồi nè. Đó, nè. Đó, thấy không? Đó. Nè. Nè, luôn những nhánh dưới nè. Đó. Rồi ok, mình đã ghé đây đã ra bông, sắp tới sẽ cập nhật trái nữa là xong nha. Đó ok, khu vực Định Môn Thái Lai Cần Thơ. Nè cái nãy mình đi lướt qua nè, quay lại nè đó nè đó. Rồi ok ha, đó mình đi tới đâu là bông là trái tới đó nha mấy bạn. Đó, bà con đừng hoang mang nha, mình bị mưa đó, mình có những vườn đang làm với mình
nó chưa ra bông, do mình bị mưa mình không đậy bạc thì nó chậm hơn, chậm hơn những vườn đậy bạc thôi, cũng phải ra bông thôi, tại vì cùng một quy trình, cùng thuốc mình đưa ra và cùng mình hướng dẫn thì nó phải ra bông thôi nè. Rồi khách kéo quá trời, hay ngoái rồi. Rồi ok, cảm ơn bà con. Vàng lá nè, quay ly vàng lá cho cách phu vô này đó, ra bông bằng vàng lá nè đó. Rồi ok, rồi xin chào các bạn. Giai đoạn này cho dở bạc, thứ nhất là tưới organic Thổ Nhĩ Kỳ hoặc là tưới Hero Mỹ nha. Dở bạc xong tưới nước 3 ngày quay lại tưới dương rễ nha, dương rễ là bón hữu cơ đó. Nhưng mà trước khi tưới, trước khi dở mũ vô nước thì mình cho dùng cái nước mắc cua nha. Nước mắc cua là nước bông đó các bạn, thì vườn này là đã là bông hết rồi nha. Thì những vườn nào mà lũ bông như thế, trước khi dở mũ mình cho nước mắc cua. Mình có hai cách lựa chọn nước mắc cua như thế này. Một là cái gờ ba sữa này cộng với cái nước mắc cua của Ohara nha. Hai chai này mấy bạn cũng dùng 2 phi, tức là 400 lít nước. Đó. Gờ ba sữa, gờ ba làm gì mấy bạn? Công dụng của gờ ba nó kích thích cái chỗ những cái mắc cua nhỏ của mình ra, nó dài ra. Nó tự nó thành bông luôn. Nó ra ngưỡng an toàn là được. Ok nha. Gờ ba sữa. Đó. Chai này mấy bạn dùng cho mình 400 lít nước. Mấy bạn phun vào bông mình nó sẽ sáng hơn và nó dài bông hơn. Đó, gờ ba này đi với cái nước mắc cua. Đó, hai chai này mấy bạn phun cho mình 400 lít nước. Cái nước mắc cua này là thành phần là gì mấy bạn? Thành phần là sắt nè, molybden nè ha. Nhưng mà quan trọng á, phụ gia bổ sung nó là thiourê và tritophan. Đó, thúc đẩy quá trình sinh trưởng của bông nha. Xin lỗi mấy bạn, thúc đẩy quá trình sinh sản của bông. Đó, thiourê và tritophan. Nó sẽ làm cái bông mình nó hình thành gõ luôn. Sau khi mấy bạn phun mắc cua mà cho tiết bông mạnh và cái bông mắc cua nó ra rồi đó, mấy bạn phun vào nó bông, cái bông mình sẽ gõ hơn, sáng hơn ha. Và nó hình thành bông luôn, qua giúp cho bông mình nó dễ qua cái ngưỡng an toàn, không bị thụt lại do thời tiết bất lợi bất cập mưa nha. Rồi hoặc là nếu bạn không dùng chai ướt của cô này, chai này 110.000 mấy bạn phun cho mình 2 phi nha. Rồi ba sữa thì 120 phun cho mình 2 phi, cặp này 230.000 mấy bạn phun cho mình 2 phi. Nó ghê ghê, vô bông này là ghê ghê rồi nha. Cộng thêm một gói combi nữa, 25.000 gói nữa ha. Này combi đó, cái combi này mấy bạn, cái sắt, cái hầm được cái thành phần combi này rất là cao, sắt lên tới 50.000 ppm, mangan lên tới 40.000 ppm, đó bo 30.000 ppm, đó cao combi của mình á 25.000 mà cái thành phần nó, bạn thấy không, siêu vi lượng, nhập khẩu từ Thái Lan đó, 25.000 gói cộng vô bông mình nó xanh hơn, nó sáng hơn nha. Rồi và là combi này cũng được, cũng 25.000 gói nè, thành phần nè đó, thành phần này thì nó thấp hơn cái combi mình giới thiệu nãy ha. Đó hoặc là multi tre extra đó, một chai này 1 phi tới 2 phi, ai có tiền thì xài 1 phi, không có tiền thì cắt ra 2 phi vẫn hiệu quả bình thường. Rồi nếu mấy bạn không cộng gúm mắc cua này, mấy bạn có thể cộng gúm mắc cua này. Gúm mắc cua này giá hiện tại là 85.000, nó mấy bạn phun mình được 1 phi, còn cái chai này 110.000 mấy bạn phun 2 phi. Đó. Hai chai này, hai chai nước mắc cua này cộng với chai gà ba sữa phun cho mình 2 phi tức là 400 lít nước nha. Đó. Rồi. Có nước mắc cua rồi, có gà ba sữa cho dài bông ra rồi. Cái bông mấy bạn muốn dài á thì những cử sau mấy bạn cộng thêm mình cho cái gà ba sữa này nha. Cái gà ba sữa chức năng là kích thích cái bông nó dài ra nha. À, mấy bạn muốn bông dài thì cộng gờ ba sữa vô trong những lần dưỡng bông sau. Rồi có gứa mắc cô rồi, có gờ ba sữa rồi, có combi rồi thì giai đoạn này vẫn còn mưa. À, hôm qua mình đi về xong rồi tối lại mưa lại đó, thì các bạn dùng cái gì, dùng cái Vichubin này nha. Vichubin này các bạn rất là tuyệt vời ha. À, nó giúp chị cái tháng thư giãn khô bông rất là đẹp đó, nhà gửi mưa. Mà tại sao mình khuyên mà con nên dùng cái Vichubin này, tại vì cái Vichubin này á nó thấm sâu lưu dẫn nhanh, hiệu lực kéo dài, mấy bạn phun thuốc lên thì thuốc nó nằm đó ha, nó bảo vệ cái bông mình rất là tốt, gặp thời tiết mất lại như là mưa ha. Vichubin nó là sản phẩm tích hợp được hai hoạt chất azithromycin và difenoconazole cao, khá nhất hiện trường hôm nay ha. Hai hoạt chất này đi chung khó lắm mấy bạn khó được kiếm được cái thành phần mà nó xịn và hai cái thành phần nó cao như thế này đi chung với nhau nha. Nè nó đây là thuốc trừ bệnh phổ rộng đó, tức là trị được rất là nhiều và nấm bệnh trên cây trồng của mình, đặc biệt là trên bông giai đoạn này ha. Rồi cảm ơn bà con, chia sẻ chơi gì thôi. Rồi tiếp theo là 7 ngày tới 10 ngày phun bông một lần nha. Chị nữa phun bông sau thì mình sẽ làm cái clip sau mình giới thiệu tiếp. Giai đoạn này cộng sâu vô bình thường nha, thấy sâu cộng sâu vô bình thường. Rồi ok.